Vì chiều nay con có đón nó về không? Dạ cái đó thì Oanh cho, con mới dám đón. Trời ơi, sao không cho? Nhưng mà chiều nay thì con đón nó đó, con khoan chở nó về nhà, con chở nó đi vòng vòng chơi đi. Hay là con chở nó tới cái chỗ này nè, cái chỗ này hay lắm. Vậy mình ăn chung ha. Dạ dạ được. Dạ không, chỉ có 4 người ăn thôi. Ủa sao vậy? Con có gì con trễ rồi con phải đi trước. Con có đặt món hết trơn rồi, cả nhà ăn ngon nha. Trời kỳ Oanh, thầy khái. Lại ăn một miếng đi em. Nè, nước cam nè, thầy uống đi. Nếu thầy nói thầy không thích uống nước cam thì sao? Vậy thì thầy gọi món khác đi. Để đây em uống hết luôn cho. Oanh, em tính đi đâu vậy? Chú Nguyễn nói là hôm nay em được về sớm cho nên là kêu hai đứa mình về nhà ăn cơm.